nặng ta. Mitsubishi MT33 cho khách hàng. Ở dưới mình là xe về liên tục nha. Ai cần liên dòng gì thì liên hệ với mình. Để cho người bắn ra tiền nốt luôn. Dạ. Không, bây giờ ô tô là gì nhỉ? Có giúp TV rồi, xem được rồi. Dạ rồi, rồi về coi nha. Sao? Thế em buôn bán làm sao nào? Trả lời đang đi. Đang bảo là nhưng mà bạn buôn bán nhưng mà em lại không bớt cho anh một tiền nào. Đấy là tao về bớt đó. Các nghe thấy em bán thế nào bảo bán nhưng mà nó sẽ không bớt như nào thì làm sao mà bây giờ nó nói kéo. Em khác là chị. Xe bách kim mình đẹp luôn, mà lớp đẹp, xe đẹp luôn. Mấy chúc cho mấy bác này về làm ăn là cứ mùa màng bội thu. Tiền đếm không hết. Sang năm mà làm ăn được lại lên 4 con nữa. Mùa màng cứ bội thu, tiền đếm không hết, hết đạt. Cảm ơn mấy bác hàng nha, hai bác rồi. Đó đúng hộ cửa hàng, đúng hộ kênh của em. Xong chưa? Chị kiểm tra ạ. Xe đẹp biết luôn. Nước mà rớt thôi. Đây là nước nó vừa xịt rửa đó. Xin quay thôi, hôm nay là mình tự làm nha. Ai coi kênh đó thì chuyển qua kênh mấy cây nhật bãi tướng tài nha.